Kiều Thanh hình thành trong một gia đình tại Hà Nội, theo nghề sư phạm nhưng sau đó bỏ ngang. Năm 1999, cô thi vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, bỏ lại giấc mơ con gái làm giáo viên của bố mẹ cô. May mắn, Kiều Thanh đỗ điện ảnh và đến với nghề diễn một cách phi tình cờ. Kiều Thanh thắng lợi với vai Trà Căng Gia trong Phía trước là bầu trời. Cơ duyên giúp Kiều Thanh đến gần với người theo dõi là khi cô gặp gỡ được đạo diễn Đỗ Thanh Hải. Đây được coi là một trong những may mắn để cô tạo ra những dấu ấn cho riêng mình, khẳng định tài năng và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân thông qua vai Trà Căng Gia trong bộ phim Phía trước là bầu trời. Vai diễn Trà Căng Gia tạo điểm nhấn trong diễn xuất của Kiều Thanh. Từ tình tiết tâm lý của anh hùng đến lời thoại của Kiều Thanh đều khiến người theo dõi yêu thích. Vai diễn này đã giúp cô thực sự tỏa sáng sủa cùng dàn diễn viên Phía trước là bầu trời lúc bấy giờ. Kiều Thanh trên sân khấu nhà hát kịch Hà Nội. Sau Phía trước là bầu trời, Kiều Thanh còn thắng lợi qua các nhiệt bộ phim như Dòng sông phẳng lặng, Khi đàn chim trở về, Những giấc mơ dài, Hai phía chân trời. Ngoài đóng phim truyền hình, Bảo Thanh còn là một diễn viên kịch năng nổ trên sân khấu nhà hát kịch Hà Nội. Nhờ sự nỗ lực trong công việc, năm 2016, Kiều Thanh được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Sở hữu cả tài năng lẫn nhan sắc nên chuyện tình cảm của cô được người theo dõi quan tâm. Nhưng Kiều Thanh khá kín đáo tiếng trong đời tư. Đến năm 2012, Kiều Thanh mới bất thần chia sẻ với công chúng việc mình đã có một cậu nam nhi gần 1 tuổi dù chưa từng kết hôn. Bắt đầu từ lúc này, cô ít hình thành trên truyền hình, cô cũng không hào hứng với chuyện chia sẻ thông tin cá nhân trước công chúng. Cô nhận danh hiệu nghệ sĩ ưu tú năm 2016. Nói về việc sinh con, Kiều Thanh chia sẻ, đúng, tôi đã sinh em nhỏ bé. Tôi không có ý giấu, nhưng cũng không muốn tuyên bố những chuyện như thế này trên báo chí. Tôi nghĩ đây là cuộc sống riêng của tôi. Người thanh nữ nào cũng muốn được làm mẹ. Tôi đã có nhiều năm cống hiến, công huân miệt mài với nghề diễn, nhưng sau cuối lại nhận ra, tôi cũng như tất thảy những người thanh nữ khác nghiệt muốn thực hiện thiên chức làm mẹ của mình. Mới đây, Kiều Thanh bất thần quay về với một vai nhỏ dài trong Hoa hồng trên ngực trái và gây sốc khi tuyên bố về tình trạng hôn nhân của mình. Kiều Thanh nói, tôi từng mặc áo dài chữ nghĩ ra mắt nhà chồng và tự sướng chung với chị hoàng hậu cả, nhưng tôi chưa công bố. Với tôi, đám cưới là dành dụng cho thân phụ mẹ, gia đình, họ hàng hai bên, còn tôi không cần thiết điều đó. Điều mà tôi cần là cuộc sống hoàng hậu chồng thế nào. Mọi người nói tôi là mẹ đơn thân, nhưng thật ra tôi vẫn sống cùng thân phụ đứa nhỏ bé từ ngày đó đến giờ và vẫn rất hạnh phúc bên nhau. Kiều Thanh trong Hoa hồng trên ngực trái. Chưa dừng lại ở đó, nữ diễn viên tuổi dậu còn khẳng định mình là người thứ ba. Đúng, tôi là người thứ ba, làm người thứ ba mà được hoàng hậu kẻ yêu quý. Tôi mang lại những điều tốt cho người nam nhi của tôi, gia đình nhà chồng cảm ơn tôi. Vợ anh ấy cảm ơn tôi. Tôi có thể tự tin nói điều đó. Mọi người đang có ác nghiệp cảm với con giáp thứ 13, nhưng mỗi gia đình có một hoàn cảnh riêng, nên đừng so sánh, ác đặt, Kiều Thanh nói với dân vào lễ ra mắt phim Hoa hồng trên ngực trái. Ngay khi thẳng thắn chia sẻ với truyền thông về chuyện là người thứ ba, hình ảnh lẫn phát ngôn của cô lập tức gây ra tranh cãi. Phần đa người theo dõi đều thấy phản cảm với cách ghi chia sẻ của Kiều Thanh. Họ không tán thành một người thanh nữ sống chung với chồng người khác nghiệt mà vẫn cảm thấy hạnh phúc. Một số người theo dõi thông báo sẽ tẩy thân đi vai diễn của Kiều Thanh trong Hoa hồng trên ngực trái. Trong buổi ra mắt phim, Kiều Thanh đã có phát ngôn gây sốc về tình trạng hôn nhân. Thực tế khi Hoa hồng trên ngực trái phát sóng thì vai diễn của Kiều Thanh không được chú ý. Thứ nhất, cô bị mất hình ảnh sau phát ngôn sốc. Thứ hai, vai của cô ít đất diễn. Thứ ba, sau nhiều năm rời xa màn ảnh nhỏ dại, Kiều Thanh không đáp ứng được đòi hỏi của người theo dõi. Lần quay về này của Kiều Thanh không gây được tuyệt hảo gì, thậm chí cô còn mất nhiều hơn được sau khi chia sẻ thông tin riêng tư gây tranh cãi.